Cuộc đời như một cuộc đua, nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng. Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, axit uric, men gan. Nửa hiệp đầu, nghe cấp trên mà phụng mệnh, mệnh lệnh. Nửa hiệp sau, vạn sự tùy duyên mà theo, số mệnh. Chuyện không gây cười nhưng bổ ích. Một đại gia kia, không may mất sớm, người vợ đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu, trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới chính là người làm thuê cho tôi. Sự thật nghiệt ngã chứng minh, sống càng lâu, còn quan trọng hơn cả cao, to, đẹp trai, nhà giàu. Vì thế, mọi người hãy tăng cường luyện tập, chú ý chăm sóc sức khỏe, cuộc đời này chưa chắc ai làm thuê cho ai. Bạn có công nhận những điều dưới đây không? Một chiếc máy smartphone cao cấp, 70% chức năng là dư thừa. Một chiếc xe sedan hạng sang, 70% tốc độ là dư thừa. Một căn biệt thự sang trọng, 70% diện tích là trống trải. Một đội ngũ nhân viên phục vụ, 70% là kiếm cơm. Một ngôi trường đại học, 70% giáo sư là chém gió. Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm, 70% là không mấy khi dùng đến. Một đời người, cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa, 70% là để lại cho người khác tiêu xài. Kết luận, cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là ok. Đại lý, tổng đại lý, cuối cùng vẫn là một đạo lý. Phó chủ tịch, cuối cùng vẫn đều phải, tịch. Không ốm cũng cần trải nghiệm, không khát cũng cần uống nước, buồn mấy cũng phải nghĩ thông, mình đúng cũng phải nhường người. Có quyền cũng nên khiêm tốn, không mệt cũng nên nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện rèn, thể lực. Giá trị, một chiếc áo giá 2 triệu, giá niêm yết có thể chứng minh. Một chiếc xe 1 tỷ, hóa đơn xuất kho có thể chứng minh. Một căn hộ 5 tỷ, bất động sản có thể chứng minh. Một con người, rốt cục đáng giá bao nhiêu tiền, duy nhất chỉ có sức khỏe có thể chứng minh được điều đó. Khỏe mạnh là sự bảo trợ tốt nhất của bạn. Do vậy, đừng lôi máy tính ra tính toán bạn tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe. Bởi vì, bạn không tiêu cho trước đó cũng phải tiêu cho, .sau đó. Quyền lựa chọn là ở bạn, có sức khỏe gọi là tài sản, tư sản. Không có sức khỏe, cũng thành, di sản. Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Trong cuộc đời mỗi con người chắc hẳn ai cũng vấp phải những khó khăn, sự cản trở để bước đến thành công như thất bại trong công việc, gia đình bị đổ vỡ, tình yêu bị phản bội, khi đó có người cảm thấy bất lực trước cuộc sống, họ tìm đến rượu để giải sầu, thậm chí tìm đến cái chết để không phải đối diện với sự thật. Cuộc chiến tranh này đã làm cho cả dân tộc ta phải sống trong sự lầm than, cực khổ nhưng vì hòa bình, độc lập. Tự do mà cả một thế hệ, cả dân tộc đã đoàn kết đứng lên đấu tranh để lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Lòng hy sinh, sự kiên cường, bản lĩnh của người lính, hậu đã giúp đất nước chúng ta vượt qua giông tố để đứng hiên ngang sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Không những thế, toàn thế giới phải nghiêng mình kính phục đất nước nhỏ bé của chúng ta những con người quả cảm, yêu nước, luôn biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích dân tộc. Khi đất nước hòa bình, con người trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người có một cuộc sống riêng, một nỗi lo riêng. Có người luôn gặp những bất hạnh trong cuộc sống, họ cảm thấy tạo hóa đang đẩy họ đến bước đường cùng, họ tuyệt vọng khi không đạt được ước mơ, họ cảm thấy bất lực khi không lo được cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc, có người cảm thấy lạc lõng cô đơn trước cuộc sống hiện tại. Chấm chấm. Tất cả những điều đó phải chăng là những thử thách của cuộc đời dành cho họ hay là do con người trong cuộc sống ngày nay ngày càng trở nên vô cảm và chính con người đã đẩy mình vào những khó khăn đó? Đứng trước những điều đó, đòi hỏi bản thân mỗi chúng ta cần phải bình tĩnh, phải suy xét và phải mạnh mẽ đương đầu với nó, như thế chúng ta mới không bị những giông tố kia làm hại cuộc đời ta. Nếu trong chiến tranh cả một thế hệ phải đương đầu với sóng gió, khi hòa bình lập lại, mỗi cá nhân phải tự mình trải qua những thử thách, dù trong hoàn cảnh nào cũng đòi hỏi chúng ta đừng nhụt chí mà hãy bước tới nó, đi qua nó và đạt được thành công. Như vậy, gian nan, thử thách chính là môi trường tôi luyện con người. Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Cuộc đời của con người thường có nhiều khó khăn, thử thách,
nhiều thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta phải biết vươn lên, vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, đừng vì khó khăn, trắc trở ngay trước mắt mà vội vàng từ bỏ. Đừng bao giờ ngại núi, e sông, hoặc đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Giông tố, gian nan thử thách trong đời chính là môi trường tôi luyện cho ý chí ta thêm vững bền. Cuộc sống đầy những chông gai thử thách, bạn đừng bao giờ đầu hàng trước số phận mà hãy tự vươn lên đối đầu với mọi chông gai. Với ý nghĩa đó, câu nói, đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố, thực sự đã mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Giông tố là những khó khăn, thử thách của cuộc đời mà con người phải vượt qua, phải đối mặt với nó. Chấp nhận, giông tố là biết chấp nhận bão táp của cuộc đời, nhìn thấy được mọi việc khó khăn trước mắt mà không lùi bước, vẫn tiến lên, đi tiếp những con đường đang mở ra đầu chông gai. Mời bạn nhấn nút đăng ký ở trên để được cập nhật video mới nhất từ Nguyễn Bích Ngọc. Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai quy định sẽ bị xóa. Nơi cung cấp các video về tin tức, giải trí, các sự kiện nóng của xã hội hiện tại. Facebook Bình Yên nhé, Blogspot và subscribe và share. Hãy bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.